cũng hơn. Khi trước khi mà mình chọn đọc quyển sách á, là đừng chạy theo số đông của tác giả Kim Chung á, thì mình không biết gì về scandal của tác giả cả. Từ đó giúp cho mình có một cái góc nhìn khách quan hơn để mà tiếp cận quyển sách này. Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Trước khi đi tiếp với video ngày hôm nay thì mình xin phép nói sơ qua về ngoại hình gần đây của mình ha. Nếu mà các bạn cũng theo dõi mình lâu ấy thì các bạn cũng biết là gần đây thì mình vừa mới xuống tóc. Và đằng sau cái việc này á, nó là cả một câu chuyện dài cơ. Mà mình nghĩ á, nếu mà có dịp á thì mình sẽ cùng tâm sự với mọi người về câu chuyện này ha. Và mình nghĩ á là có thể với ngoại hình này thì chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong nhiều video sắp tới nữa. Mình cho rằng á chúng ta đến với nhau qua những cái bài học, những cái thông điệp có ý nghĩa trong cuộc sống nhiều hơn là về phần ngoại hình, đúng không nè? Ok, bắt đầu với video ngày hôm nay thôi. Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng với mọi người review cuốn sách mang tên á Đừng Chạy Theo Số Đông của tác giả Kiên Trực. Đôi nét ngoài lề trước khi mình review quyển sách này ha, thì mình xin phép dùng từ cũng hơn. Cũng hơn. Khi trước khi mà mình chọn đọc quyển sách á, là đừng chạy theo số đông của tác giả Kiên Trực á, thì mình không biết gì về scandal của tác giả cả. Từ đó giúp cho mình có một cái góc nhìn khách quan hơn để mà tiếp cận quyển sách này. Và tránh bỏ lỡ một quyển sách mang lại cho mình một cái sự đồng cảm rất là lớn trong độ tuổi này. Mà scandal trên á thì mình không muốn bàn quá sâu đâu. Vì đơn giản đối với mình á, trong cái không gian này nè, có mình, có bạn. Chúng ta cùng nhau ngồi xuống để mà review quyển sách và chỉ nói về sách thôi. Trước khi đi tiếp với video của ngày hôm nay á thì mình cũng mong là mọi người giúp mình đăng ký kênh để mình ngày càng có thêm động lực để mà ra thêm nhiều video mới và giúp cho cộng đồng của chúng ta ngày càng có sự liên kết hơn ha. Mình cảm ơn trước. Có bao giờ các bạn thức dậy và các bạn nghĩ là cuộc đời mình cứ thế trôi đi không? Thức dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn vội một cái gì đó để mà chuẩn bị đi làm, cùng nhau chen chúc trên một con đường vào giờ cao điểm. Và nhiều khi trên con đường đó chúng ta lại vô tình gặp nhau nữa không chừng. Số đông ở đây nghĩa là sao? Số đông ở đây nó không dừng lại ở việc một suy nghĩ, một ý kiến, mà nó mở rộng ra một lối sống, một đàn kiến, lối sống đem hết sức lực của mình đi tưới cây nhà người khác. Còn cây nhà mình á thì hoang sơ, trơ trụi. Chia sẻ đôi điều về dòng suy nghĩ mà mình bị mắc kẹt trong khoảng thời gian gần đây ha. Video này chia sẻ hơi nhiều. Đó là mình không thích làm giờ hành chính 8 tiếng một ngày. Khoan, mọi người đừng vội đánh giá mình. Mình có lý do của mình. Mọi người biết là làm content creator nó không đơn giản như việc đó là bạn bạn cày cuốc ở một cái công ty nào đó suốt 8 tiếng về. Nếu mà bạn muốn kiếm thêm thu nhập đó, thì bạn có thể kiếm một cái part time job khác, miễn đó là bạn vẫn còn đủ sức lực và thời gian và có thể handle được cả hai job. Làm content creator, người sáng tạo nội dung đó, là bạn phải suy nghĩ rất là nhiều. Mà đó đòi hỏi một cái không gian yên tĩnh, một cái độ rộng của thời gian. Và đối với mình, khoảng thời gian sáng tạo lý tưởng nhất đối với mình là vào buổi sáng. Bên cạnh đó thì mình vẫn còn những cái dự định khác, như là mình muốn bên cạnh gia đình mình nhiều hơn. Mình muốn được trò chuyện với họ nhiều hơn, vì mình ý thức được sự trôi đi của thời gian. Mình còn muốn có thời gian để mà tập thể dục và đọc sách nữa. Mình tham lam quá đúng không? Nhưng mà mình ý thức rõ một điều, không làm giờ hành chính, tiền đâu nuôi bản thân, mình sẽ không đủ năng lực để mà trang trải cho cuộc sống. Ngay cả khi mình tâm sự với người thân của mình là mình không thích làm giờ hành chính, thì họ cũng sẽ không hỏi lý do vì sao mình đưa ra như vậy, mà họ sẽ ngay lập tức nói những cái lời như được lập trình sẵn, hay đơn giản họ là số đông, là ai cũng như vậy thôi, ai cũng như vậy thôi. Ta phải học thật giỏi để tốt nghiệp, ra trường, kiếm tấm bằng để mà đi làm thuê làm mướn cho người ta, không có ngoại lệ. Đừng có lười nữa, không làm giờ hành chính để suốt ngày ru rú ở nhà cầm cái điện thoại hay gì. Tất cả chúng ta được nuôi dạy trong một môi trường á là lao động là vinh quang. Từ nhỏ rồi chúng ta đã được giáo dục
là con phải thật siêng năng, thật cam kết, học thật là giỏi để mà sau này ra trường á có nắm trong tay tấm bằng để mà dễ xin việc, dễ đi làm mướn cho người ta. Nhưng mà chưa ai từng giáo dục mình, nói riêng đi ha, và có thể là mọi người nói chung rằng chúng ta phải có ước mơ của riêng mình và nỗ lực vì cái ước mơ đó. Nếu mà chúng ta không thể xây dựng ước mơ của riêng mình thì người khác sẽ thuê ta để mà xây dựng ước mơ của họ. Mình cũng không có dám mở miệng nói là con muốn có nhiều thời gian hơn ở nhà để mà nghĩ ra những cái ý tưởng cho video của mình. Vì có lần mình mở miệng ra thì lần đó mình bị bác bỏ. Rồi, mình vô tình đọc được quyển sách này. Quyển sách có nhiều chương và mỗi chương á thì nó không đi quá sâu đâu. Đây là một điểm chung thường thấy của thể loại sách này. Một trong những chi tiết khiến mình nhức nhối á, đó là tác giả đã vẽ ra cho chúng ta thấy mảnh đất mà chúng ta đang sở hữu. Đúng vậy, số đông chúng ta, tất cả chúng ta đều sở hữu cho mình một mảnh đất. Số đông chúng ta đi làm, tưới nước dốc hết sức cho mảnh đất của nông trại, của một doanh nghiệp, nhưng lại không quan tâm mảnh đất của chính mình. Có thể á, là mỗi người đọc sách á, thì sẽ có một cái suy nghĩ riêng của mình. Đó cũng là lý do mà ở ngoài trước mình nói á, là cũng hơi mình chọn đọc quyển sách này một cách khách quan nhất. Mình có cái suy nghĩ á, là không phải là mình tính toán mình đã bỏ ra bao nhiêu cho doanh nghiệp phía bên ngoài. Hay là đánh đổi sự có hạn của bản thân ra cho đồng tiền lương tháng ra sao. Mà cái mình quan tâm á, là sau những cái mà mình đã hết lòng hết dạ trao đi ra bên ngoài á, thì liệu mình còn lại bao nhiêu phần sức lực để mà chăm sóc mảnh đất của chính mình. Có thể đâu đó chúng ta cũng đã có cái suy nghĩ là về lâu về dài á, thì chính thu nhập đến từ chính mảnh đất của chúng ta mới mang lại cái cảm giác không phụ thuộc. Còn về lương tháng á, thì dù có cao bao nhiêu nhưng một khi chúng ta đã nghỉ làm thì cũng không còn nhận được nữa. Định nghĩa về tự do, bạn chỉ thật sự tự do khi mà một, đủ thời gian, hai, đủ tài chính và ba, đủ về tư duy. Nhờ sách á, mà mình biết được một cái từ mà khó diễn giải trong tiếng Việt, đó là scalability. Nôm na nó là quy mô hóa. Cái gì thì nó cũng có vất vả thôi. Có thể á, trong giai đoạn đầu đầu tư vào cho chính trang trại của chính mình á, thì nó sẽ có phần khó, vất vả và nó không mang lại trái ngọt ngay lập tức như là lương tháng. Nhưng mình tin về lâu về dài, nếu mà ta kiên trì thì ta sẽ thiết lập được scalability đến từ chính mảnh đất của mình. Trong chương đam mê á, có một cái câu của tác giả mà mình rất là ấn tượng luôn, đó là đam mê có thể là chủ quan của tùy người nhưng kết quả của đam mê nó lại là khách quan. Bạn có thể đam mê chạy bàn nếu bạn muốn, nhưng không thể phủ nhận là kết quả đến từ cái đam mê này á, nó hết sức tệ, tệ đến mức một lúc nào đó, một ngày nào đó nó sẽ giết chết chính cái đam mê này của bạn. Hay là một cái câu hỏi để mà tác giả tìm ra niềm đam mê, đó là nếu mà bạn có 10 triệu đô la, bạn có tiếp tục cái công việc mà hiện tại bạn đang làm như bạn nghĩ không? Đôi khi á, cái mà nếu giữ số đông á, nó không chỉ còn là lương tháng, nó còn ở danh dự, chức vị nữa. Đi làm ở một cái công ty có chức vị cao như là CEO, trưởng phòng, nghe thích không? Thích chứ? Mình còn thích nữa là nói cho người ngoài biết, nói cho bà hàng xóm biết, xem phản ứng của bà, sướng không? Cực sướng luôn nha. Thậm chí có nhiều người còn sẵn sàng làm việc ở một cái công ty danh tiếng mà không công để mà có thể làm đẹp thêm cho CV của họ. Nhưng cũng như người ta nói cái câu, có tiếng mà không có miếng. Đúng là chỉ có người trong cuộc hiểu là họ đã bỏ ra bao nhiêu để mà có thể ngồi lên được cái chức vị đó. Thậm chí là họ đã phải bỏ mặc cả mảnh đất của mình mà vượt qua vùng cấm địa số 1, sức khỏe số 2, gia đình số 3, tự do để mà có thể giữ được cái vị trí đó. Review thì nêu sơ sơ ý kiến cho mọi người thôi chứ thú thật là ở cái độ tuổi này thì mình không dám nhận xét gì nhiều hơn. Vì mình cũng rất là sợ sẽ có một ngày mình bị công việc cuốn đi á, mà mình vô tình mà vượt qua cái vùng cấm địa số 1, số 2, số 3 rồi á. Nhưng mà mình tin nếu mà có ngày đó thì bản thân mình cũng sẽ ý thức được và không cho phép bản thân mình lún quá sâu.
cuối sách á, sẽ có hai chương phụ lục, đó là sữa bò và giấc ngủ. Mình thấy á, chương sữa bò là mang lại cho mình nhiều kiến thức nhất, nhận thức rõ nhất về sự dắt mũi của truyền thông đến đám đông. Còn về chương giấc ngủ thì do là trước mình đã đọc cái quyển Là Sao Chúng Ta Lại Ngủ, nên nó chẳng khác nào là một lần nữa đọc lại được quyển sách đó ở một quyển sách khác thôi. Ok, chốt lại ha. Nếu mà bạn đã từng xem những cái video của mình trước đó thì bạn cũng biết là mình quan điểm sống của mình là sống trước hết vì mình cái đã. Tưởng chừng là ích kỷ nha, nhưng không phải là xuất phát sâu xa của mọi thứ trên cuộc đời này đều nằm ở cốt lõi từ phía bên trong hết sao? Bạn có tốt thì bạn mới có thể hỗ trợ và giúp đỡ mọi người xung quanh trở nên tốt hơn được. Được cái á, nội dung xuyên suốt của quyển sách này cũng là muốn ta ý thức được rằng ta có khu vườn riêng của ta có ước mơ riêng của mình. Hãy biết để ý tới bản thân hơn, thay vì chỉ mãi chạy theo lương tháng. Có ước mơ, rất là tuyệt vời chứ. Và kiếm được tiền từ chính ước mơ đó của bản thân, từ mảnh đất của chính mình á. Theo mình đánh giá, đó là thành công lớn nhất của một kiếp người luôn. Ok, đó là tất cả những điều mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Mong rằng các bạn sẽ thích chiếc video này của mình, và nếu mà thích thì hãy share chiếc video này để mình có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kentucky và mình vẫn luôn cập nhật cuộc sống của mình thông qua story ở trên đó. Bạn cũng có thể comment trực tiếp phía bên dưới về cảm nghĩ của bạn sau khi xem hết chiếc video này của mình. Và nếu mà có chủ đề gì mà bạn muốn mình thực hiện á, thì cứ đừng có ngần ngại hãy comment phía bên dưới. Mình rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần, 19 giờ tối thứ ba. Cảm ơn mọi người vì đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trong chương đam mê á. Trong chương đam mê. Cắn lưỡi luôn. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.